Vụ tai nạn xảy ra vào 14h40 ngày 20 tháng 10 tại địa bàn xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Thời điểm trên, một chiếc xe khách đang lưu thông trên đường DT848 với tốc độ cao, hướng từ TP, Sa Đéc về cầu Cao Lãnh. Khi đi tới gần trường trung học cơ sở Tân Khánh Trung thì bất ngờ gặp một người phụ nữ đèo theo con nhỏ đang băng qua đường mà không chú ý quan sát. Dù tài xế đã liên tục bấm còi và cố đánh lái sang trái nhưng va chạm vẫn xảy ra. Hậu quả, chiếc xe khách tông trúng xe máy rồi lật nghiêng trên đường, toàn bộ hành khách trên xe vô cùng hoảng sợ, la hét kêu cứu. May mắn là tài xế và phụ xe cũng như những người trên xe khách bị thương nhẹ, tuy nhiên, bé gái ngồi trên xe máy bị đè trúng hai chân và tử vong tại bệnh viện, người phụ nữ cũng bị gãy tay. Ngay sau khi clip được đăng tải, nhiều người đã không khỏi bức xúc trước cách chạy xe của cả hai. Đáng sợ thật, một bên thì phóng nhanh, một bên thì sang đường không nhìn trước ngó sau, mà hậu quả thì thương tâm. Các bác tài làm ơn nhẹ chân ga chút, người đi đường cũng chịu khó quan sát vào, không cứ thế này thì đau xót quá, kinh hoàng quá. Nói chung ai cũng có lỗi sai, là những bình luận được cư dân mạng để lại.